Ok, tiếp tục là dàn Bắc Hà trắng kinh và ba con cái trắng. Ba con cái trắng để xem nào. Xem đợt này hậu duệ của kinh như thế nào. Đợt này thì kinh sẽ có rất nhiều hậu duệ đấy. Đầu tiên luôn luôn là khâu đi khẳng định lãnh thổ. Xong khâu khẳng định lãnh thổ rồi, bắt đầu đến khâu vờn. Đây mấy em này bắt đầu là lông bắt đầu hôm nay đã thấy nó dày hơn một tí rồi. Đợt này thì dàn cái là nó lên giống sát nhau, kinh hơi vất vả. Một mình là phải cân 3 con. 4 con đều đã xong. Nôi nhau hầm hè. Ai không quen thì nghe rất là ghê. Chị em cho nó là bình thường, cho nó vẫn chơi với nhau. Người một đàn này trong nhà thì cứ gọi là mỹ mãn. Về đến nhà có một dàn trắng muốt ra cổng đón. Đấy, ai có điều kiện thì nuôi bọn này và nuôi thành một đàn như thế này thì nhìn phê luôn. Có thể nuôi một đực kèm với lại mấy con cái, nó sẽ hòa thuận với nhau. Hai con đực thì nó dễ đánh nhau, nhưng mà một con đực với mấy con cái thì ok. Ôi giời, anh giấu khắp mọi chỗ. Khâu khẳng định lãnh thổ hơi lâu. Bọn này đôi khi là nó nô nhau, nó chơi với nhau là nó cứ thích chơi cái bài nhảy nhót lên người nhau. Những cái con mà nó không thích nô theo kiểu đấy là nó sẽ có cái độ gầm gừ. Nhưng mà con chó nó chơi với nhau mà nó có thực sự là nó xung đột hay không thì nhìn là cũng có thể phân biệt được. Để mà còn biết đường mà cản cho nó, không để cho nó đánh nhau thì rất là dễ thôi. Mọi người chỉ nhìn, cần nhìn cái lông ở trên lưng của con chó khi mà chúng nó chơi với nhau. Chỉ cần nhìn cái lông ở trên lưng này. Nếu mà nó chơi với nhau nó hầm hè mà lông lưng nó dựng lên thì phải sẵn sàng để can hoặc là quát nẹt luôn. Còn nếu nó chơi với nhau mà cái lông ở trên lưng này, cái phần sau cổ này và trên lưng này mà nó không xù thì kệ nó, muốn chơi với nhau kiểu gì để chơi. Vì đấy nó nô nhau chứ không phải là nó hầm hè. Và nó sẽ không đánh nhau. Chó ba khoanh mới nằm hay là chó chín khoanh mới nằm. Như kinh thì đi vệ sinh thì phải 10 khoanh thì mới vệ sinh. Kinh là nó mà vệ sinh thì nó phải khoanh phải 10 khoanh, 18 khoanh. Xong thì nó vệ sinh tính nó cẩn thận. Đấy, nếu mà theo kinh nghiệm của các cụ thì những cái con mà nó khoanh kỹ như thế là những con nó rất là khôn. Đấy. Nó hầm hè, nó ồn ào đớp đớp nhau đấy, nhưng mà thực ra là nó không phải là xung đột. Chỉ là nô nhau thôi. Vì nhìn cái lông lưng của chúng nó không xù lên là yên tâm. Nghĩa là chơi với nhau bình thường thôi.
xem là ba em sinh tươi này thì kinh chọn em nào. Hôm trước là thả kinh với lại con bông, hôm nay là thả kinh với lại ba con luôn. Kinh vẫn quấn bông hơn. Xem cho nó tán tỉnh nhau như thế nào. Lượn qua lượn lại. Con cái thì nó bám, bắt đầu nó bám kinh rồi. Chơi chán bây giờ mới phát hiện ra có hai quả đu đủ để ở kia. Đang không biết nó là cái gì. Rất rón rén. Còn bông. Rất đề phòng. Kinh thì ra sọc chỗ quả đu đủ luôn. Ba chị em chơi với nhau, hai con em thì cứ thích đẻ chị, thích làm chị. Chỗ nào cũng đánh dấu. Hai chị em ra khịa chị. Chó ta này thì được cái là nó rất là kiên nhẫn. Nó không có theo cái kiểu là gọi là không theo kiểu là nó vồ vập quá. Không vồ vập, con đực nó không vồ vập con cái. Nó không theo kiểu là ép. Nếu con cái mà không chịu ấy thì nó lại lượn ra chỗ khác, lúc sau lại quay lại. Khịa nhau này. Ba con khịa nhau. Thôi nào, vớ vẩn. Em làm em lại muốn làm chị.
cậy là đàn có hai đứa đúng không? Kinh ra giải quyết cho nó đi, để cho nó khịa nhau. Hai con hai bên nắm gần chị. Đạp chân đấy. Định nắn gần chị không chịu đâu. Lại khoanh chân à. Lại khoanh độ mười mấy khoanh để rặn. Bông vẫn là đang là trung tâm. Cả hai em cũng quan tâm mà cả con Kinh nó cũng quan tâm. Hai em chị đi đâu em đi đấy. Hai con em ra nô con chị. Kinh lại bắt đầu quay lại tán tỉnh. Đấy, lại lượn. Tán tỉnh không được lại lượn. Lượn xong tí lại tán tỉnh. Thôi giờ cho hai con em vào nha, để cho nó đỡ ảnh hưởng đến cái tán tỉnh của chúng nó đây. Lại quay lại tán tỉnh. Mấy con chó con ở bên cạnh nó ồn quá. Quay sang tán tỉnh con khác. Tán em này không được, tôi tán em khác đấy. Lại quay về chân ái. Chân ái không được lại. Dây em khác. Lại quay về chân ái. Chân ái cáu rồi. Chân ái cáu, chân ái đớp rồi. Thôi cho hai con em vào đi. Rồi, cho hai con đi vào rồi. Để ra nó còn một thôi. Rồi, chỉ còn một. Thank you.
cho nó đỡ bị làm phiền. Ừ, có con áo sủa. Dọa được. Con cái này rất khó chịu với việc là con đực là ôm lên lưng nó để xem thế nào con đực nó sẽ xử lý như thế nào. Đực nó phải rất là kiên trì. Bông ra đây, bông muốn vào trong chuồng giờ hả? Đi vào chuồng nhá. Đi.